Xin chào tất cả khách hàng yêu quý của Thanh Huy Audio. Thì ngày hôm nay thì bên mình đang tiếp tục lên một bộ dàn nhạc sống nữa, trị giá 215 triệu. Một cái bộ dàn nhạc sống rất là lớn nha quý vị. Sử dụng array nhập, array 30 độ nhập giống như dàn Hà Tĩnh. Và chỉ khác cái dàn Hà Tĩnh ở một điểm duy nhất, đó là dàn Hà Tĩnh sử dụng hai cặp xúc đôi, còn dàn này chỉ sử dụng một cặp xúc đôi thôi. Đấy. Và trước khi giới thiệu về chi tiết của cái bộ cấu hình dàn này thì mình xin đánh giá cái dàn này ở một mức độ là tiếng của nó rất tốt, tiếng cao của nó rất là tốt nha quý vị. Và nó chỉ có một cái điều duy nhất, đó là khi mà chúng ta nếu mà chúng ta treo array lên á thì có thể là cái dàn loa này nó sẽ bị hơi thiếu xúc một chút xíu so với dàn Hà Tĩnh. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta để cái loa full đôi 30 ở dưới thấp như thế này á thì nó vẫn không thiếu quá nhiều nha quý vị. Và ngay sau đây là cấu hình của toàn bộ cái dàn nhạc này. Đầu tiên ở phía trên thì bên mình sử dụng 4 cặp array 30 độ nhập nguyên con, hàng tốt hết nha quý vị. Và kể cả moi to cũng là hàng của Martin nhập 40. Một cặp xúc đôi của AT, đây là mẫu xúc đôi của năm 2019 từ Neo và cô 115, rất là mạnh. Và bên mình có tặng kèm dây rắc tất cả các thứ nhé. Dây các bạn có thể nhìn thấy là cái dây loa bên mình tặng kết nối rất là dài này. Và về phần dàn máy thì bên mình sử dụng các thiết bị như sau. Đầu tiên là một cái bàn mixer của Dynacord CMF 1600, một bộ mic ATA 900, để mình soi rõ cho các bạn xem nha. Một bộ mic ATA 900, một bộ xử lý âm thanh Rivrack PA 260, cục đẩy đánh moi to là cục đẩy ATA 1002, hai cục đẩy đánh full đó là cục đẩy ATA 8600 và cục đẩy đánh xúc là cục đẩy ATA 2800. Đây là những cái mẫu đẩy mới nhất của năm 2020 của dòng AT nha. Nó đánh định yếu rất là tốt và nó giữ được cho cái tiếng ca của chúng ta khi mà chúng ta hoạt động lâu dài thì rất là bền vững, tiếng rất là hay. Ngay sau đây thì mình sẽ test thử âm thanh. Và hiện tại là ở Sài Gòn á, kiếm được một cái khu vực test âm thanh như thế này là thật sự là khó nha. Mình đã test rất là nhiều dàn âm thanh, tuy nhiên là khách hàng này rất là chịu chơi, kiếm được một cái địa điểm test rất là tốt. Vừa ở Thanh Hóa vào trong này mua dàn và liên hoan ở trong Sài Gòn luôn, rất là chịu chơi nha quý vị. Ngay sau đây bên mình sẽ setup thử âm thanh và hát thử một vài bài. Các bạn có yêu mến công ty mình thì hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn chia sẻ video để tiếp tục ủng hộ cho công ty mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đi. 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 4 5 6 6 lên 2 3 4 5 6 1 2 2 3 6 7 8 9 10 2 1 2 lên 2 2 lên lên 2 lên 1 2 lên 2 2 2 2 2 2 còn gì đâu em tháng ngày vui qua mất rồi còn gì đâu em. Tôi đừng đến đắng cay như thế, đoạn buồn ta đi còn dài lệ thế, bởi còn đam mê xuôi bước trong quen về, ngần nhớ quen câu thề, từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu.
từng tim sâu, ôi thương nhớ trăm sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhọc yêu thương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em nhắc như chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, thôi đừng để đắng cay thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi. Tôi nhé quên trong đời, còn khó yêu xin hãy làm người là lòng đầy câu liêu nên lại rồi, tôi nhớ em.
nghe nỗi kia gào thét giữa một sông hơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thương. Đến tận muôn đời
chuyện tình mình chưa nghe lời dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đóng hai đứa chúng ta mà thôi. Ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hoa vun vỡ. We'll be right back.